Giai đoạn năm 2020-2023, tỉnh Long An đã có gần 1.600 người lao động đi làm việc ở nước ngoài. Trong đó, lao động làm việc tại thị trường Nhật Bản chiếm đại đa số với gần 1.360 người, kế đến là thị trường Đài Loan với 146 lao động, các nước khác là 79 lao động để tạo điều kiện thuận lợi cho người lao động đi làm việc ở nước ngoài. Trong thời gian qua, các ngành các cấp địa phương trên địa bàn tỉnh đã triển khai nhiều nội dung liên quan đến chính sách hỗ trợ gia vốn, hướng dẫn hồ sơ, thủ tục gia vốn, tổ chức tư vấn hướng nghiệp cho các lao động. Theo đó, trong 3 năm qua, tỉnh đã hỗ trợ 97 lao động đi làm việc ở nước ngoài có thời hạn với tổng số tiền gần 7,7 tỷ đồng. Việc thúc đẩy hỗ trợ và tạo điều kiện cho người lao động có mong muốn đi làm việc ở nước ngoài là việc làm có ý nghĩa góp phần cải thiện đời sống nâng cao thu nhập thực hiện tốt các chương trình giảm nghèo của tỉnh